thân mời giùm mình cái giao lưu tham khảo của cái cẩm thị tàn linh thiên nhiên. Cây này đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 321, có tổng sơ đồ hành gốc là 70, chiều cao là 47, đang nằm chậu nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 800k bao ship nha. Cây sống khỏe rồi. Cây này nhà vườn mới tút lá nha. Cây quá là già luôn. Này. Nhà già quá là già luôn. Cẩm thị có tên gọi khác là kim cương đen. Cây này có mã số là 321. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 800k bao ship nha. Cây sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.